I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London. Sau 2 ngày rưỡi thì công việc cũng không có gì thay đổi anh em ạ. Quốc quăng nha, gọi là quốc quăng ở trong đồi gây ra hết thôi. Đấy, cái nền sân sẽ bằng trên cái mít này, cao hơn cái mít này bằng cái nền sân cũ của người ta đấy nhá. Hôm nay là mình vào sớm anh em, buổi sáng thì là hôm nay sẽ chở xe thì đường đi xe sẽ qua cái góc bể này anh em nhé, góc nhà này. Hôm qua có dỡ, hôm vừa rồi vào có dỡ mấy tấm bờ lô đấy. Bên này số lượng đất là rất là ít, chỉ được ít thôi. Bà nó bảo tí về thôi. Tí diêu về à? Bà đang ở trong này à? Thì là bên này mình có làm cái mặt bằng thì cho nó bằng với bên này, để lúc mình đổ đất thì thừa thiếu bao nhiêu thì mình sẽ tính sau vậy. Cái này nền bên này chắc là vẫn cao hơn tí, nhưng mà thừa còn hơn thiếu anh em ạ. Vì mình làm cao này thì mai mình còn hot đi còn đỡ, chứ nếu mà làm thiếu thì lại xe lại phải chở vào lại mất công anh em nhé. Hôm qua có vỡ kính này. Chỗ này bây giờ phải chở đất 100% về đổ sang đến tận nhà kia luôn. Mặt bằng bên này cũng chẳng được bao nhiêu đâu anh em ạ. Mái ta lui thì bọn mình chỉ cuốc lấy đất thôi, nên là không cần yêu cầu phải đẹp nhá anh em nhá. Bởi cái này bọn mình chỉ cuốc lấy đất thôi mà. Chỗ này có làm cái khe nước, rãnh nước cho người ta. Trước cây rãnh nước kia nó đi thẳng qua chỗ máy mình kìa. Đấy, rãnh nước này làm vuông theo nền nhà luôn. Thì công việc nó chỉ thế thôi, lát nữa thì xe nó sẽ vào, mình sẽ chở xe. Ok anh em, vậy là mình đã làm xong cái nền nhà cho anh em ạ. Mình làm xong được cách đây mấy hôm rồi, nhưng mà hôm đấy mình làm vào buổi tối nên là muộn quá mình không quay được. Không, hôm đấy mình lấy máy đi làm cái đường khai thác cho dân họ khai thác gỗ ấy. Thì mình không quay được. Hôm nay máy mình vừa lấy ra nên là mình có thời gian mình đứng lại mình quay. Đấy nha anh em, còn nhớ nếu mà anh em được xem phần 1 của video clip thì anh em thấy đây là cái gốc cây mít mà mình bảo là mốc ấy ạ. Cái hôm phần 1 là mình có quay ở máy mình làm ở bên này. Hôm phần 1 mình có quay cái máy mình làm bên này này. Đấy. Thì cái phần 2 là phần đổ đất. Phần đổ đất thì đây này. Dân họ cũng lấy vật liệu về để họ xây rồi. Nền này nhá. Cái hôm mà máy mình đầu tiên bắt đầu video ấy thì là mình làm cái chỗ quay đầu ở đây, nhưng mà hôm đấy làm lốm nhốm lắm, nó không thấp như này anh em nhé. Hôm đấy làm rất là cao hơn khoảng độ 50 phân, thì hôm vừa rồi hoàn thiện thì mình có bóc đi rồi. Cái đường chở đất kia là vào cái cạnh cái góc bể kia anh em nhé. Anh em xem phần 1 video thì anh em biết rồi đấy. Nói chung nó làm đổ đất để làm nền nhà nên nó cũng không cần cầu kỳ đâu anh em ạ. Nói chung là cứ làm xong và lấy gâu ấn theo cái bờ này đi thôi. Để cho nó cứng thôi. Trước kia chỗ mình đang quay đây là cái ao ấy, anh em nếu mà xem được phần 1 thì anh em thấy đấy. Anh em biết rồi đấy. Tất cả là đổ đất theo mốc, đủ mốc hết anh em nhé. Cái nền này thì bên mình nhận vào 50 triệu. Còn cái nền trên kia là 20 triệu anh em nhé. Cái nền đang đổ vật liệu kia ấy, là nhận chở đất. Đất thì bọn mình chở hết 20 triệu tiền trả xe nhé anh em nhé. Trả xe mình trả hết 20 triệu tiền chở xe, trả cho xe, mỗi xe 50.000.
mình không tính khối khiếc gì đâu nhá, chở cho còn việc còn lại là của máy của mình đây, máy của mình hôm quăng hết cái đất này đi và san chiếc hoàn thiện cho người ta là máy mình làm. Đây có đào rãnh chánh cái rãnh nước kìa, rãnh nước cũ của nó đi vào cái ống này rồi thẳng vào chỗ thẳng vào đây ạ, trước là cái rãnh của nó thẳng như này và ăn thẳng vào đấy nha anh em nhá. Nhưng mà cái ống này là ống nước sinh hoạt nhà người ta thôi, còn bên này là bên cái rãnh mới ra rãnh cái nước ở trên cái quả núi cây xuống kìa. Nói chung quả núi cây xuống không phải là nguyên thu nước về đây nhá, nó còn thu sang bên kia nữa, nói chung là cũng là khá là nhiều nước đấy. Nhưng mà cái rãnh này cũng rất là đảm bảo luôn, rộng 2 mét, sâu hơn 1 mét, làm đảm bảo luôn. Cái này thì phần tả ly thì không cần phải cầu kỳ, mình chỉ cuốc lấy đất thôi nên là không cần phải cầu kỳ anh em nhá. Đây tất cả mốc em mốc bằng sân cây mít kia, thì là tổng cộng vào là 70 triệu, hơn 70 triệu chỗ khu này. Đây tất cả là đã hoàn thiện rồi, nói chung là có sự đồng ý của chủ nhà hết rồi, làm thì đúng ý luôn, không sai lệch một chút nào anh em nhé. Đây phần bậc bên dưới này là đất của nhà bên dưới nhà của nhà anh này, thì là mình đã quay cho anh em xem rồi đấy. Đây phần đất của anh này nhá, nền đấy 50 triệu, còn cái nền này đấy, nền 20 triệu ấy anh em ạ. Nói chung bên này đổ đất cao nhiều hơn. Đây đường vào đây, đường vào đổ đất thì anh ấy. Nói chung là đất là lấy cách đây khoảng độ hơn 200 mét. Đất thì mình lấy ở ngoài bên ngoài kia. Đây tất cả là bằng nền nhà nhá anh em nhé. Đất thì mình lấy ở cái khu kia kìa. Đây ạ, đất là mình lấy ở cái khu chỗ này, nhưng mà vướng cái mái nhà này không nhìn thấy nha anh em nhé. Nói chung là cái việc chở xe và cuốc đất thì mình cứ chở đến và có đường vào thì đây mình tạo chỗ quay đầu cho họ là ở cái khu này, cái khu mình đang quay đến đấy ạ, thì là tạo chỗ quay đầu cho người ta thì người ta họ cứ lùi và đổ vào thôi. Nói chung là đổ xe thì mình cũng không trực tiếp mình đi làm, với lại mấy hôm đấy mình cũng tự mình xúc, mình cũng ở trên bãi mình cũng chẳng có thời gian đi mà quay. Nói chung cái việc chở xe thì cứ thế mà đổ thôi, còn cái việc hoàn thiện là việc của mình, thì là mình cứ về đến và san ra xong thành hoàn thiện như này thôi anh em ạ. Có nhiều anh em bảo là quay cái lúc làm cho anh em xem để hình dung, nhưng mà thực tế thì trong lúc mình làm thì anh em cũng không thể hình dung ra được mình làm kiểu gì đâu, bởi vì nó phải là quan sát thực tế của anh em nhé. Chứ còn nếu mà quan sát qua cái mình quay này thì là sẽ không bao giờ hình dung ra được nha anh em nhé. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip của mình ạ. Hẹn anh em vào những video clip tiếp theo. Anh em hãy yêu quý mình và theo dõi mình, lại ủng hộ cho mình bằng cách là đăng ký kênh, ấn nút chuông để tăng thêm lượt đăng ký cho mình. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip của mình.